Thì bây giờ em xin phép được trình bày cho mọi người về tổng quan về cái dự án Stradium này. Thì chắc là mọi người cũng đã rất nhiều người thuộc của Econ Hunter Venture thì mọi người đã được xem cái báo cáo thẩm định của của đội ngũ thẩm định của Econ Hunter Venture nói về dự án Stradium này rồi. Thì về cơ bản thì Stradium nó là một dự án layer 1 đúng không ạ? Thì bởi vì nó là một layer 1 thế nên là không có gì tốt hơn việc là mình dự phóng nó, mình so sánh nó với cả dự án layer 1 lớn nhất thị trường bây giờ, đó là Ethereum. Thì đó là lý do tại sao mà em đưa ra một cái phần gọi là tổng quan thị trường này. Đây chính xác là những gì đã xảy ra ở thị trường hiện tại. Như mọi người thấy ở trên trên màn hình mà em đang chiếu ấy ạ, thì em có khoanh tròn đây này là dự án Ethereum. Thì Ethereum nó đã là một cái gần như là kiểu gọi là ông lớn, cũng lớn một ông lớn, một cái dự án có vai trò ảnh hưởng huyết mạch đến cả thị trường crypto ở thời điểm hiện tại. Thì ở đây họ trên đây là dữ liệu em lấy từ trang web của BS Radar để thống kê về các dữ liệu on-chain của các layer 1 và layer 2 nổi tiếng nhất thị trường. Thì ở đây mọi người có thể thấy là dự án Ethereum họ thống kê là có 4.410 DApp, nhưng em tin là ở trên thực tế thì số lượng DApp hoạt động ở trên Ethereum còn lớn hơn rất là nhiều. Và có những thông tin như là số lượng transaction này trong một ngày của Ethereum lên tới là gần 600.000 transaction ạ. Và DApp volume của Ethereum ấy, thì DApp volume thì nó có nghĩa là số lượng volume quy đổi đô la ấy, của số lượng tiền được ra và vào trong các DApp ở trong hoạt động ở trên Ethereum thì hiện tại là lên tới trong 24 giờ qua lên tới con số là 25 tỷ. Nó cũng một con số rất là lớn, mọi người có thể tự tưởng tượng ra được 25 tỷ. Nó là một con số ảnh hưởng khá lớn thị trường, đủ nói lên được rằng cái sự ảnh hưởng và cái độ vượt trội của Ethereum tới cái thị trường crypto này, và nó chính là tấm gương sáng để khiến cho cả cái toàn bộ ngành crypto này mình noi theo. Tuy nhiên thì với một dự án lớn như thế, họ chưa phải là hoàn hảo, họ vẫn có những điểm yếu. Và cái điểm yếu lớn nhất của Ethereum như tất cả mọi người dùng đều đã dùng dùng thử ấy, thì mọi người đều biết là Ethereum trên thực tế thì họ có chi phí giao dịch khá là lớn và mạng lưới của họ khá là chậm. Đó là lý do vì sao mà họ sẽ cần phải có những cái giải pháp để giúp làm rẻ cái chi phí sử dụng trên mạng của Ethereum và làm tăng tốc độ giao dịch ở trên mạng Ethereum đúng không ạ? Thì ở đây trên hình như mọi người thấy là ở đây em có đưa hình của nhà sáng lập của Ethereum chính là ông Vitalik Buterin này. Thì là đây là một người quá là nổi tiếng rồi, em nghĩ là hầu hết mọi người đang nghe livestream mọi người đều biết là Vitalik Buterin rồi. Thì ông ấy còn nói một câu về Ethereum như này, thì đó là sharding và plasma thì sẽ giúp cho Ethereum có thể đạt tốc độ là 1 triệu giao dịch trên một giây. Thì sharding và plasma là hai cái giải pháp giúp mở rộng khả năng thanh toán, khả năng giao dịch ở trên hệ sinh thái của Ethereum. Thì về plasma thì đây là một giải pháp đã có từ khá là lâu rồi. Tuy nhiên thì trong buổi hôm nay thì em xin phép là được không nói đến giải pháp này, bởi vì là buổi hôm nay là em sẽ muốn mình focus, mình tập trung vào cái giải pháp sharding nhiều hơn. Thì cái giải thì mọi người có thể hiểu ấy, là cái giải pháp sharding này ấy, phần sharding là phía bên tay trái này, thì giải pháp sharding ấy nó sẽ có ý nghĩa mọi người bây giờ mọi người tưởng tượng nhé. Thì mọi người tưởng tượng các hệ trái ở layer 1 đấy thì nó giống như là các quốc gia, và Ethereum là một cường quốc, là một quốc gia to nhất đúng không ạ? Thì với mỗi một quốc gia khi họ thực hiện các cái giao dịch ở trên quốc gia đấy, bây giờ là nếu mà tất cả các thể loại công văn giấy tờ của họ mà đều chuyển về trung ương thì có phải là một mạng lưới một cái hệ thống sẽ rất là cồng kềnh đúng không ạ? Họ giải quyết các thủ tục này, các đơn từ này, các cái công văn sẽ rất là cồng kềnh và rất là chậm chạp và sẽ không hiệu quả. Và bởi vì lý do như thế, thế nên là một quốc gia họ chia nhỏ ra làm các tỉnh này, các tỉnh thành này, sau các tỉnh thành chia ra nhỏ ra làm các huyện, và mỗi huyện thì họ sẽ có những một bộ phận riêng sẽ xử lý thư từ công văn và những quyết định của bộ phận huyện đấy để giúp cho cả một cái đất nước được hoạt động trơn tru. Thì ở đây cái giải pháp sharding ấy, nó cũng đi từ một cái ý tưởng là cũng như thế. Thì sharding là nó sẽ giúp mình chia nhỏ các cái giao dịch ở trên Ethereum sang là thành các cục rất là nhỏ. Đấy, mọi người thấy vui nó vui thế, chia thành những cái phần rất là nhỏ để giúp cho cái giao dịch ấy, thì nó được nhanh hơn này, và bởi vì nhanh hơn và chia nhỏ thì nó sẽ có khả cái việc lưu trữ giao dịch ấy, nó sẽ rẻ hơn và đem lại tốc độ nhanh hơn rất là nhiều.
Nói vậy chắc là mọi người hiểu rồi đúng không ạ? Tuy nhiên thì trên thực tế như mọi người thấy ấy, em vừa đưa mấy hình ảnh như thế thì nó có nghĩa là đấy mọi người trên thực tế là bây giờ mọi người sử dụng mạng lưới của Ethereum đúng không ạ? Mọi người chưa hề thấy là nó đạt được một cái tốc độ gọi là một triệu giao dịch trên một giây như là ông Vitalik ông ấy đã nói. Mặc dù là Ethereum thì nó đã trải qua một quãng thời gian phát triển rất là dài, năm 2021 thậm chí là đồng ETH nó còn đạt đến ATH, đồng ETH nó còn đạt đến cái mức giá all time high là 4.800 đô, kiểu là mức rất là cao rồi. Tuy nhiên trên thực tế thì Ethereum chưa hề đạt được những gì mà nhà sáng lập, nhà CEO của họ đã dự phóng đến. Thế thì với tại sao một cái dự án lớn như thế thì họ vẫn chưa hoàn thành được cái gọi là cái sharding ạ? Cái lý do cơ bản nhất mà họ chưa hoàn thiện được cái công nghệ sharding mà họ đã đề cập ở đây ấy, thì nó rất đơn giản thôi, nó rất vui vẻ thôi, nó là do họ đã quá lớn rồi. Nó giống như là một quốc gia ngay từ đầu ấy là họ đã quyết định là họ sẽ không chia nhỏ sang làm tỉnh, huyện này, mà họ sẽ đưa hết tất cả công văn về cho bộ phận hành chính trung ương họ xử lý thôi. Thì người ta bảo là phép vua thua lại làng đúng không ạ? Mặc dù là sau này qua thời gian, qua tương lai họ trên thế giới là ra rất nhiều layer 1, là có rất nhiều các quốc gia khác họ đã vận dụng cái việc là họ chia nhỏ công văn hành chính sang làm là tỉnh huyện rồi, nhưng mà riêng Ethereum ấy thì họ vẫn giữ cái việc là họ để công văn là cho bộ phận trung ương quyết định. Vì thế nên là cho đến bây giờ thì họ muốn cải thiện đúng không ạ? Họ muốn bây giờ là mình bỏ cái lệ làng đi, mình không đưa hết công văn cho ở trung ương nữa mà bắt đầu tách tỉnh huyện ấy, thì họ vẫn cần thời gian để cho người dân ở đấy người ta thích nghi được, cần thời gian để cho công nghệ của Ethereum bắt kịp được với cả cái sharding này. Thì theo như là cái roadmap của họ ấy, thì là cho đến hiện tại nhé, sau sự kiện The Merge vào năm 2023 ấy, cái sự kiện mà khiến cho Ethereum là từ đồng coin đào là POW đúng không ạ, chuyển thành đồng coin mà đi theo cơ chế đồng thuận là Proof of Stake, thì sau đấy thì sẽ là đến 2030 ấy, là dự kiến mà theo như ông Vitalik nói nhé, là mình là Ethereum sẽ hoàn thành cái việc gọi là công nghệ sharding và chính thức là có thể giúp cho Ethereum đạt được một tốc độ giao dịch cao vượt trội như là ông ấy đã nói, ông ấy đã nghĩ đến ở trong thời gian ban đầu. Tuy nhiên hành trình từ giờ đến đấy rất là khó, và trong từ bây giờ đến 2030 ấy, thì em nghĩ và mà sẽ chắc chắn là như thế thôi, là có sẽ rất nhiều những cái layer 1 có đủ khả năng để em không muốn nói là có thể đạt bằng Ethereum, nhưng mà ít ra thì họ cũng sẽ lấy được một phần lớn, một phần rất nhiều thị trường của Ethereum, và một trong số đó chính là Stradium, là một dự án mà đội ngũ thẩm định của UHV, của Invan Hunter Venture rất là kỳ vọng và rất đánh giá cao về dự án này. Thì tại sao Stadium nó lại là một dự án mà bọn em đặt kỳ vọng cao như thế đúng không ạ? Bởi vì là ngay từ đầu, ngay từ khi mà Stadium sinh ra ấy, thì cái mục đích của họ là ngay từ khi mà sinh ra ấy, thì cái quốc gia này nó cơ cấu là một quốc là một ngay từ bộ phận hành chính, bộ phận công văn của họ ấy, ngay từ đầu đã chia làm tỉnh huyện rồi, nghĩa là ngay từ đầu Stadium đã chú trọng vào sharding ngay từ khi mà sản phẩm của họ đang trong giai đoạn phát triển. Thì một vài cái thông tin quan trọng khác về dự án là Stadium nó một layer one tương thích với EVM đúng không? Điều này khiến cho là các cái dự án được xây dựng ở trên Ethereum lúc đầu ấy, là có thể dễ dàng chuyển sang hoạt động trên hệ sinh thái của Stadium. Thì điều này nó sẽ giúp cho là các cái dự án mà cảm thấy ở trên Ethereum thì phí cao quá này, người dùng hoạt động không được tốt này, thì họ có thể dễ dàng chuyển sang sử dụng, họ sẽ dễ dàng chuyển ra phát triển ở trên hệ sinh thái của Stadium. Thì có thể người dùng thấy là bây giờ cũng dự án này ở trên Ethereum đúng không ạ, thì phí gas đắt quá này, tại sao mình phải dùng trong khi mình có thể đến một hệ sinh thái Stadium phí gas rẻ hơn rất nhiều và tốc độ nhanh hơn rất là nhiều để mình có thể sử dụng cái DApp đấy. Thì cái con Stadium này nó cái công nghệ lõi của nó ấy, bản chất ấy, thì nó là thiết kế để một cái gọi là sử dụng công nghệ sharding tuyến tính, nghĩa là cứ khi mà con Stadium nó có thêm một validator thì cái mạng lưới của Stadium ấy, nó cái thông lượng tốc độ giao dịch của họ ấy, sẽ tăng lên thông qua cơ chế state sharding. Thì những thông tin này mọi người có thể đọc chi tiết trong white paper của Stadium sau nhé, em chỉ nói đơn giản ngắn gọn như thế thôi. Thì đại khái là
Càng có nhiều validator tham gia vào hệ sinh thái của Stadium thì phí giao dịch của họ sẽ ngày càng thấp và tốc độ giao dịch sẽ ngày càng nhanh hơn. Thì đấy chưa là cái câu chuyện đầu tiên như anh Toàn, sếp của Unicorn Hunter Venture đã nói được không ạ? Dự án nó sẽ cần một câu chuyện để nó phát triển và bán thúc đẩy token phát triển trong hệ sinh thái. Thì câu chuyện đầu tiên của Stadium là họ vận hành cái theo cái cơ chế gọi là sharding này, giúp cho sharding tuyến tính, giúp cho mạng lưới của họ càng ngày sẽ càng có phí dịch thấp và tốc độ dịch ngày càng nhanh. Thì tiếp đến đến là câu bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện thứ hai. Thì các vấn đề ngoài cái vấn đề gọi là sharding ấy, giúp cho chi phí rẻ và tốc độ nhanh ra, thì Stadium nó còn giải quyết được những vấn đề gì nữa? Thì ở đây thì em sẽ đưa cho mọi người ra ba cái ví dụ rất là cơ bản. Đây là chúng ta có ba cái dự án rất nổi tiếng vào đợt Uptrend 2021 vừa rồi đúng không ạ? Chúng ta có Polkadot này, Near Protocol mà Việt Nam mình nói chung là siêu rất nhiều người mua này, đu đỉnh này. Dự án thứ ba là Harmony. Thì ba dự án này đều là dự án rất là tốt, đều có công nghệ rất là tốt và họ đều thu hút được rất nhiều thành viên, rất nhiều người trong cộng đồng crypto quan tâm đến. Tuy nhiên họ đều có những cái điểm mà họ chưa tới ngăn cản họ đến một cái thành công cao xa hơn. Ví dụ như con Polkadot nhé, Polkadot là một dự án có công nghệ rất là tốt này, ngôn ngữ lập trình thì về cơ bản họ có sử dụng ngôn ngữ lập trình là Rust và Solidity, bởi vì như thế nên là họ vẫn có thể phát triển bằng ngôn ngữ lập trình. Solidity là ngôn ngữ lập trình chung của Ethereum mà, thì về cơ bản là họ vẫn có thể viết ứng dụng một cách dễ dàng được. Tuy nhiên thì Polkadot này nó lại là một dự án non EVM, nghĩa là các dự án hoạt động trên Ethereum ấy thì họ không thể trực tiếp chuyển sang Polkadot một cách nhanh chóng được. Vì thế nên là họ rất khó thu hút người dùng, họ rất khó thu hút nhà phát triển. Đó là lý do tại sao mà bây giờ mọi người nhìn lại trên gái Polkadot đấy, mọi người sẽ thấy không có nhiều địa app hoạt động đủ tốt. Tiếp đến thì chúng ta có dự án là Near Protocol này. Thì Near thì nó sử dụng một ngôn ngữ lập trình là khác ngôn ngữ trình tên là Rust, và bản thân của Near Protocol ấy thì họ cũng không phải là một dự án EVM. Vì thế nên là cũng gặp trường hợp tương tự như là Polkadot, thì các cái DApp phát triển ở trên Ethereum ấy không dễ dàng để đi sang Near, một rào cản lớn. Tiếp đến chúng ta có Harmony, thì Harmony này thì lại là một dự án tương thích với cả EVM, thì các cái DApp hoạt động ở trên Ethereum ấy thì lại dễ thì dễ dàng triển khai trên Harmony. Tuy nhiên thì cái đồng chí Harmony này, đồng chí ấy lại phát triển trên một cái ngôn ngữ lập trình khác là ngôn ngữ lập trình Python. Vì thế nên là ba dự án này tuy là rất là lớn, rất là nổi tiếng, tuy nhiên thì đều không đạt được cái kết quả như mong đợi. Và ở đây tiếp theo chúng ta có một dự án Stadium. Thì sao ạ? Stadium này được phát triển có công nghệ, được phát triển trên ngôn ngữ lập trình Solidity này, là rất dễ viết này. Thứ hai là họ thực hiện sharding ngay từ thời điểm ban đầu này, và có khả năng mở rộng rất là tốt ngay từ ban đầu. Và thứ ba là họ lại tương thích hoàn toàn VEVM. Thì đó là một, và thì ba cái điểm này cộng lại giúp cho tạo ra Stadium là một lợi thế cạnh tranh rất là lớn và rất dễ dàng để thu hút nhà phát triển cũng như là người dùng sử dụng cái DApp trên hệ sinh thái của Stadium này. Và đó là chúng ta đi hết câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba là một câu chuyện mà mà em nghĩ là có rất nhiều anh chị rất thích, là chúng ta sẽ nói đến những cái nhân vật, những cái quỹ đầu tư, những cái cá nhân, những cái nhân tố đứng đằng sau dự án Stadium này là những ai. Thì chúng ta đều biết là một cái backer tốt, một partner tốt đúng không ạ, thì họ sẽ điều phối mà giúp cho một dự án phải thăng cấp lên rất là nhiều. Như ở đây thì chúng ta rất may là chúng ta có một dự án Stadium là có những cái backer cũng như nhà đầu tư thiên thần họ rất là nổi tiếng. Thì Stadium hiện tại họ đã trải qua hai vòng gọi vốn, là hai vòng này đã kết thúc rồi nhé. Họ đã gọi được số vốn tổng cộng hiện tại là 23,6 triệu đô. Thì đó là một con số là cũng khá là tốt so với một dự án trong crypto hiện tại, và họ cũng sẽ dự định là tiếp tục gọi vốn trong thời điểm tương lai. Và chúng ta sẽ thấy ở đây là Stadium thì có một vài các cái quỹ đầu tư khá là nổi tiếng. Như trên màn hình thì em đang chiếu cho mọi người là một dự án tên là một cái quỹ đầu tư, một VC rất là lớn tên là Spartan Group. Tuy xếp hạng của họ là Tier 2 thôi, nhưng mà trên thực tế thì theo như bản thân em đánh giá nhé, là họ hoàn toàn có thể được xếp vào Tier 1 cũng được, bởi vì là trên cái portfolio, cái danh mục đầu tư của họ ấy là gồm toàn những cái dự án là superstar, là những dự án là siêu sao trong thế giới crypto thôi, là gồm như trên màn hình chúng ta phải thấy là Sui này,
Polygon này, CTA, Arbitrum đúng không ạ? Toàn những dự án mà thuộc dạng là on top, là những dự án mà rất là lớn trên thị trường. Tiếp đến thì chúng ta có một cái quỹ đầu tư lớn và cũng là một cái VC khá lớn trong thị trường, đó là Jane Street Capital. Thì một thông tin vui vui vẻ cho mọi người nhé, là Jane Street Capital này chính là nơi mà ông Sam Bankman-Fried ấy, là chính là chủ của sàn FTX và cả quỹ đầu tư Alameda Research ấy, là vừa mới đi tù ấy. Thì ông ấy từng làm việc ở Jane Street Capital này trước khi tách ra và thành lập nên Alameda Research. Thì như vậy là mọi người để hiểu là Jane Street nó là một cái quỹ bản thân nó rất là lớn. Tuy nhiên là quỹ này hoạt động chủ bình thường họ hoạt động chủ yếu trong thị trường truyền thống, và họ bước chân ra thị trường crypto khá là nhỏ giọt thôi. Đó là lý do vì sao mà họ mới chỉ xếp hạng thứ tier 2 trong thị trường crypto. Trước thực tế thì cái lượng tài sản ấy, AUM mà họ nắm giữ và họ có quyền kiểm soát ấy, là thuộc dạng rất là lớn trong thị trường crypto, và portfolio danh mục tư của họ có rất nhiều dự án lớn và nổi tiếng, ví dụ như Oneinc như em đã thống kê ở đây. Tiếp đến là chúng ta có một VC cũng là rất là lớn mạnh khác, đó là Big Brain Holding. Thì VC này chính là VC mà được mọi người gọi là VC năng động nhất trong năm 2023, bởi vì là họ đầu tư vào khá nhiều dự án, tập toàn những dự án tên tuổi trong năm 2023 thôi. Và đó là lý do tại sao mà họ được xếp hạng là tier 1 ở đây. Và chúng ta cũng có một một market maker tiềm năng cho Shadow trong tương lai cũng đầu tư vào dự án, đó là Amber Group. Thì mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin về danh mục đầu tư của các cái quỹ VC này ở trên CryptoRank. Mọi người chỉ cần giả là gõ trên CryptoRank, mọi người gõ là Big Brain Holding này hay là Amber Group ra, thì mọi người thấy được danh mục đầu tư của họ gồm toàn những dự án lớn và nổi tiếng. Đấy, thì đó là những cái quỹ đầu tư lớn đầu tư vào Stadium này. Thì ngoài ra thì họ vẫn có những cái nhà đầu tư thiên thần, những cái cá nhân khá là nổi tiếng trong thị trường đứng làm backer, làm đầu tư vào họ. Thì ở đây em có liệt kê một vài số người cá nhân, một số cá nhân nổi tiếng nhé. Chúng ta có ông Balaji. Thì Balaji này là một con người khá nổi tiếng, và mọi người lên Twitter, mọi người gõ tên ông này ra thì mọi người thấy là ông này có rất nhiều follower và được theo dõi bởi rất nhiều những cái quỹ đầu tư, và hầu hết là tất cả những người nổi tiếng trong thế giới crypto đều follow ông này. Thì ông này là cựu CTO của sàn giao dịch thuộc dạng top 1 top 2 thị trường, bây giờ là Coinbase, này là đối tác của quỹ đầu tư A16Z. Đối tác nghĩa là kiểu ông ấy sẽ là hỗ trợ A16Z trong việc đầu tư và advisor các dự án ấy. Thì A16Z thì chắc mọi người biết rồi, A16Z có thể nói là một quỹ đầu tư thuộc dạng nó không chỉ gọi là top 1 đâu, mà là thậm chí gọi là có thể gọi luôn là số 1 trên thị trường crypto bây giờ, ngang với cả Binance. Binance thì có nguyên một cái sàn giao dịch Binance hỗ trợ mới được thế đúng không ạ? Còn A16Z thì họ chỉ thuần việc đầu tư của họ thôi, cũng đủ khiến họ đưa lên lên hàng số 1 trong thị trường crypto bây giờ rồi. Tiếp đến chúng ta có ông Gupta này là CMO của sàn giao dịch Kraken, hay là ông là Panza Gupta này là ông là phó giám đốc kỹ thuật tại sàn giao dịch Coinbase. Tiếp đến là chúng ta có rất nhiều những người có vai trò vai vế trong thế giới crypto nữa, như là ở đây chúng ta có ông Panza Gupta này là đúng rồi là giám đốc kỹ thuật của Coinbase, thì mình với thì em vừa mới thống kê cho mọi người. Thì đây là các đều là các những cái tên lớn thị trường crypto, và chúng ta thấy là với sự góp mặt của những CTO hay là những cái đối tác của sàn giao dịch lớn thị trường như là Coinbase hay là Kraken đúng không ạ? Thì em hy vọng là ngay sau khi mà Stadium nó ra mắt token, họ sẽ được list luôn trên các sàn giao dịch lớn như là Coinbase và Kraken. Và nếu mà như vậy, điều vậy xảy ra thì nó sẽ có một cái lợi ích rất là lớn cho các nhà đầu tư đã đầu tư vào dự án Stadium. Thì tiếp đến chúng ta đã đi qua ba câu chuyện rồi. Thì đây là câu chuyện thứ tư, là câu chuyện về đội ngũ của Stadium. Thì mọi người đều biết là đội ngũ đương nhiên là một dự án lại muốn thành công phải có một đội ngũ rất là lớn, phải có một đội ngũ đủ tốt đúng không? Đấy là điều tiên quyết. Nếu mà đội ngũ không phát triển được sản phẩm thì dự án nó cũng chả thì dự án mà không phát triển được sản phẩm tốt thì họ cũng không có để đẩy giá token đi được đến đâu cả. Mọi thứ đều phải bắt nguồn từ một sản phẩm đủ tốt, và đội ngũ chính là cái những người đã tạo nên sản phẩm này.
Thì ở đây chúng ta chú ý ngay đến ông CEO của Shadium, chính là ông Nisco Shetty. Thì ông này gần như kiểu chúng ta có thể nghĩ là một superstar ấy, trong thế giới crypto của thế giới nói riêng hoặc là về Ấn Độ nói chung. Thì ông này chính là founder của sàn giao dịch WazirX. Thì chính là như anh Toàn anh đã nói ấy, thì sàn giao dịch này đã từng được Binance mua lại, và họ mua lại sàn giao dịch này chủ yếu vì công nghệ của sàn giao dịch này rất là tốt. Và ông này chính là CEO, chính là người phát triển ra sàn giao dịch WazirX đấy. Và ngoài ra thì background của ông ấy cũng khá là khủng. Ông ấy từng phát triển ra cái nền tảng GraphFi này, là một app quản lý mạng xã hội hiện có hơn 19 triệu người dùng. Thì hiện tại cho đến bây giờ thì ông ấy gần như là ông ấy founder cái dự án nào dự án đó đều thành công hết, gần như kiểu là Vumidas là founder dự án nào thì dự án đấy thành công cho đến thời điểm hiện tại nhé, là như thế. Tiếp đến là chúng ta có một CTO của Shadow cũng rất là tài năng, thì ông Omar Syed này, ông ấy từng làm việc tại NASA, Yahoo, đều là những cái tổ chức rất là lớn. Và bản thân ấy, cái công nghệ lõi của Shadow, tuy Shadow là một dự án ông mới được bắt đầu phát triển từ 2021 đến 2022 đúng không ạ? Tuy nhiên thì công nghệ lõi của họ ấy đã được phát triển từ tầm 2017-2018 này bởi ông Omar Syed này rồi. Đó, nên là có một cái thời gian phát triển rất là lâu. Tiếp đến thì là CMO của dự án. Thì CMO này hiện là Kesley McGuire, thì bà đang làm CMO của CoinFund, là một cái VC cũng khá là nổi tiếng, rất là nổi tiếng trong thị trường crypto hiện tại, và từng làm head marketing tại ConsenSys. Thì ConsenSys có thể mọi người không quen, nhưng mà chắc chắn mọi người sẽ biết đến cái ví MetaMask không ạ? Thì ConsenSys nó là chính là mẹ đẻ, cha đẻ của MetaMask và cái hệ sinh thái Linea, mà cũng rất nổi tiếng trên thị trường hiện tại ấy. Và bà này còn là marketing partner tại Celo, thì Celo cũng là mọi người đều biết là Celo marketing rất là tốt. Năm 2021 vừa rồi thì cũng có rất nhiều người mua Celo bởi vì cái việc marketing của họ quá là tốt như thế này. Thì đó là chúng ta vừa đi qua cái đội ngũ của dự án Shadow, là một đội ngũ toàn sao. Những lãnh đạo của họ là đều những người có kinh nghiệm trong thị trường crypto rồi. Vì thế nên là tôi thông tin đặc định của InOneHunter đánh giá rất cao cái đội ngũ phát triển của Shadium. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đến phần thứ năm là phần về tokenomics của Shadium. Thì về cơ bản tokenomics của Shadium là một tokenomics khá là kiểu mẫu, và họ dành ra một lượng lớn token dự trữ ở trong tương lai để dành cho để trả thưởng cho các validator ấy. Thì cái phần này nó cũng giống như là phần thưởng đảo coin ấy. Ví dụ như là các cái dự án mà thực hiện dưới dạng là proof of work đúng không ạ? Ví dụ như Bitcoin hay là Ethereum ấy, thì là cái phần thưởng này thì nó sẽ để dành cho các thợ đào. Còn đối với Stadium thì nó đi theo cơ chế là proof stake, thì thế nên là các những người mà stake đồng Ethereum ấy, mà đủ để làm validator ấy, thì qua thời gian qua năm tháng thì cái số lượng token mà đánh màu xanh này nó sẽ được release dần dần cho những cái validator đấy để khuyến khích họ đóng góp nhiều thêm vào cái mạng lưới của Shadium. Và như em đã nói ngay từ phần đầu ấy, là Shadium nó là một mạng đi theo cái cơ chế gọi là sharding tuyến tính đúng không ạ? Thì càng nhiều validator thì phí giao dịch nó càng rẻ và càng nhanh. Thì đây là một cách khuyến khích để khiến cho mạng lưới trở nên thật nhanh chóng phi tập trung và thật nhanh chóng có nhiều validator để cho mạng lưới thật là nhanh và rẻ trong tương lai. Thì đó là đi qua những cái viết về cơ bản về tokenomics. Mọi người tokenomics của Shadow mọi người cũng rất dễ tìm kiếm thôi. Ngày trước trên báo cáo thẩm định của InfoHunter mình em đã nói qua rồi, và mọi người cũng có thể dễ dàng tra trên Five trên Google để mọi người tra được về phần tokenomics của Shadow. Thì tiếp đến chúng ta sẽ đến câu chuyện thứ sáu. Vậy thì hệ sinh thái của Shadow thì hiện tại đang có gì? Thì họ chưa chúng ta đã biết là Stadium là họ chưa mainnet đúng không ạ? Họ mới chỉ đang là hoạt động trên testnet thôi. Tuy nhiên trên hiện tại thông tin em cập nhật từ ngày 16 tháng 12 vừa qua ấy, thì hiện tại họ có tổng số DApp là 140 DApp. Và như trên hình thấy ở đây thì mọi người thấy được là cái mạng lưới testnet của Stadium hiện tại cũng đang có rất nhiều những hoạt động thực nghiệm và giao dịch. Thì hiện tại tổng số giao dịch ở trên mạng lưới testnet của Stadium cũng lên tới 8 triệu giao dịch rồi. Họ có rất nhiều địa chỉ ví của các validator, của các vị địa chỉ ví của các nhà phát triển, họ đang thử nghiệm liên tục ở trên mạng mạng Stadium này. Và hiện tại bây giờ thì dự án đang có
140 dự án, nó có 140 dự án nhỏ hoạt động trên hệ sinh thái, thì 140 này thậm chí còn đang nhiều hơn cả hệ sinh thái Aptos trong thời điểm hiện tại. Thì ở trong cái 140 DApp này thì có những DApp rất là nổi tiếng như là Symbiosis này, Bekonomi này, hay là Pinata là một dự án làm về mảng infrastructure ở bên mảng NFT, hay là Third Web này là một dự án chuyên về để viết code. Thì là họ đã, ý em ở đây là họ đã chuẩn bị khá là đầy đủ từ DeFi đến mảng infrastructure đến mảng cloud các thứ để đóng góp cho mấy sinh thái Shadow, chuẩn bị để đủ đầy đủ các mảnh ghép để họ có thể, để khi họ ra mắt thì họ có thể phát triển sản phẩm của họ một cách tốt nhất. Và đến câu chuyện cuối cùng mà em đưa qua đây thì chúng ta là những nhà đầu tư đúng không ạ? Thì chúng ta đều phải có một cái phần mà chúng ta dự phóng tương lai là Shadow có thể đạt đến tầm vóc của những cái dự án nào. Thì nếu mà so sánh tới đến Ethereum thì có thể là hơi cao quá đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ so sánh đến những dự án mà nó hợp lý hơn. Ví dụ ở đây chúng ta có Solana, cũng là một dự án rất thành công trong thị trường, và Solana cũng là một layer một trên thị trường đúng không ạ? Họ từng, và so với mức giá đầu tư vòng private thì họ từng nhân đến 6.500 lần rồi, tầm con số wow, quá là cao. Thì nếu chúng ta không tham vọng đến thế, chúng ta so với những dự án mà có lượng ích thấp hơn, ví dụ là Near Protocol. Near thì có một thời gian vừa qua là hơi fail, khá là fail một chút, tuy nhiên là họ vẫn ích tới tận là gần 150 lần so với độ vòng đầu tư ở vòng trong. Tiếp đến là có dự án Harmony không thành công lắm nhưng mà cũng ít hơn 100 lần, và có dự án Celestia vừa mới ra mắt đấy, với câu chuyện là một mô đun là blockchain ấy, họ đã ít thậm chí lên tới 1.500 lần, rất là cao thị trường. Thì với những cái dự phóng về cơ bản như thế thì đội ngũ thẩm định của Liên quan Hunter cũng như chính là Liên quan Hunter thì là kỳ vọng là dự án Stadium sẽ có một mức ROI tương đối là lớn và cao trong thời điểm tương lai. Thì đó là toàn bộ những cái thông tin cơ bản mà em muốn thay mặt Liên quan Hunter giới thiệu với mọi người trong cái buổi review ngày hôm nay.